Xin chào các bạn, hôm nay tôi rất vinh dự được là người giới thiệu với các bạn về một ngôi đình cổ nằm giữa trung tâm của thành phố Hải Phòng. Hãy cùng với tôi đến dâng hương và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những nét đặc sắc về ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2009 này nhé. Nơi tôi đang đứng đây là cung cấm của ngôi đình An Biên lịch sử, ban chính giữa, thờ Đức Nam Hải Uy Linh, Thánh Chân Công Chúa, Đức Thánh Mẫu Lê Chân. Phía bên tay trái tôi đây là ban thờ của thân phụ Thánh Mẫu Lê Chân, ông có tên là Lê Đạo. Và phía bên tay phải của tôi là ban thờ của thân mẫu của Thánh Mẫu Lê Chân, bà có tên là Trần Thị Châu. Nàng Lê Chân nổi tiếng là tài hoa, xinh đẹp, thông minh. Sau khi rời quê nhà là Phủ Kinh Môn, đến khai hoang lập ấp ở vùng đất An Dương, nơi cửa sông Cấm, bà đã cùng mọi người khai hoang, lập ấp, tích lũy hương thảo, chiêu binh tập mã, liên kết với các hào kiệt khắp nơi, chờ thời cơ đền nợ nước, trả thù nhà. Mùa xuân năm 40, hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, nữ tướng Lê Chân cùng đội quân của mình tham gia và lập nhiều chiến công. Nữ tướng Lê Chân khi ấy 24 tuổi, được hai bà Trưng phong làm Thánh Chân Công Chúa, giữ chức trưởng quản binh quyền nội bộ, chấn giữ vùng Hải Tần phía đông bắc của Tổ quốc. Nữ tướng Lê Chân đem quân trở về vùng đất An Dương khi trước, mở thêm trại, ấp, lập ra trang An Biên là tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay. Bà dùng nhân công khai khẩn đất hoang dọc ven sông Tam Bạc thành đồng ruộng cấy lúa, trồng dâu xanh tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, trang An Biên, dân cư đã đông đúc, kinh tế phát triển, nhiều nhà dân giàu có. Bà Lê Chân thường xuyên cho luyện tập trận thế, mở những lớp đấu vật, đài thi võ để nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu của binh sĩ, dân chúng. Để tưởng nhớ công ơn to lớn của bà, anh linh của nữ tướng Lê Chân, trưởng quản binh quyền, nữ tướng miền biển luôn được nhân dân ngàn đời hương khói phụng thờ. Với khuôn viên rộng hơn 3.000 m2, đình An Biên là công trình kiến trúc cổ có quy mô bề thế. Hiện nay, đình vẫn bảo tồn được nguyên vẹn kiến trúc của thuở ban đầu, bao gồm 5 gian đại bái, 3 gian ống muống, 3 gian hậu cung, được trang trí, chạm khắc tinh xảo với đề tài tứ linh, tứ quý, mang đậm phong cách kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu thời kỳ nhà Nguyễn, thế kỷ thứ 19. Khi đến với đình vào ngày mùng 1 hàng tháng, chúng ta sẽ được dự các buổi sinh hoạt, biểu diễn của câu lạc bộ ca trù xứ Đông với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân như nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng, nhà giáo Nguyễn Thị Thắm, ca nương Minh Anh và rất nhiều ca nương nhỏ tuổi,
đặc biệt yêu thích loại hình mang đậm nét dân gian như ca trù. Xuân Giáp Thìn năm 2024 là năm thứ 14 lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được quận Lê Chân tổ chức. Năm nay, lễ hội sẽ được diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 9 tháng 2 âm lịch. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được các đơn vị gấp rút thực hiện. Chúng ta hãy cùng xem các đơn vị đang chuẩn bị cho lễ hội năm nay như thế nào nhé! Việc tổ chức lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, nhắc nhở thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa, vùng đất, con người An Biên xưa cho đến thành phố Hải Phòng ngày nay. Hy vọng rằng năm nay sẽ được đón bạn về với lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân Xuân Giáp Thìn năm 2024. Xin được nồng nhiệt chào đón quý khách đến với lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân Xuân Giáp Thìn năm 2024. Xin được nồng nhiệt chào đón quý khách.